Xin kính chào tất cả quý vị. Xin mời đồng đứng lên để chúng ta bước vào giờ thờ phượng. Kính thưa Hội Thánh, lời Chúa trong Thi Thiên 145, từ câu 1 tới câu 4 chép: Hỡi vua là Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ tôn cao Ngài, chúc tụng danh Ngài đến đời đời vô cùng. Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa, ngợi khen danh Chúa đến đời đời vô cùng. Đức Giê-hô-va là lớn và đáng ngợi khen thay, sự cao cả Ngài không thể dò xét được. Dòng dõi này sẽ ca tụng công việc Chúa cho dòng dõi kia và rao truyền việc quyền năng của Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh Chúa và hết lòng suy tôn Ngài. Nguyện Chúa ở giữa chúng ta và lắng nghe những bài thánh ca chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa trong giờ này, để Chúa ban phước cho chương trình thờ phượng. Kính mời mục sư Nguyễn Vũ Ngọc Linh cầu nguyện khai lễ. Chúng con biết ơn Chúa thật là nhiều. Ngài cho chúng con được sống động, được hiện diện ở trong sự hiện diện thánh khiết của Ngài buổi chiều ngày hôm nay. Chúa ơi, chúng con ra mắt Ngài và tôn thờ Ngài. Chúng con hướng lòng về Chúa để kêu cầu Ngài và ngửa trong sự ban phước của Ngài cho cuộc đời của chúng con. Chúng con biết ơn Chúa thật là nhiều đã chăm sóc, quan phòng, gìn giữ chúng con. Ngài ban cho mưa thuận gió hòa, và giữa những lúc giông bão của cuộc đời, Chúa ở cùng nắm tay chúng con, dẫn dắt chúng con đi. Và xin Chúa cho chúng con được sống ở trong sự bình an của Ngài, cho chúng con sống ở trong sự trông chờ Chúa trở lại, và cho chúng con sống trong tinh thần rao truyền danh của Chúa mỗi ngày trong cuộc đời của chúng con, chia sẻ tình yêu của Ngài cho những người ở xung quanh chúng con, và chúng con sống trong tinh thần thờ phượng Ngài. Tạ ơn Chúa, chúng con hiện diện ở trong sự hiện diện thánh khiết của Ngài để nói lên lòng biết ơn Chúa của chúng con buổi chiều ngày hôm nay. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Lạy Chúa, xin cho con được thấy chính Ngài, xin cho con được thân cận bên Chúa, xin cho con được nghe tiếng Chúa, tâm trí con được hiểu ý Ngài. Xin Thần Linh Chúa hiện diện nơi đây, xin Ngài chiếm ngự trong tâm linh chúng con và ban phước cho sự thờ phượng của chúng con trong giờ này. Amen. Được thân cận bên Chúa, xin cho con được nghe tiếng Chúa, tâm trí con được hiểu ý Ngài. Xin cho con thấy muôn điều tốt đẹp, xin cho con thấy tình Ngài cao cả. Xin cho con ấy năng quyền trên hết, trong Giê-xu cứu Chúa tuyệt vời. Con cầu xin Chúa ngự giữa nơi đây, xin Thần Linh Cha ngự trên tâm đây. Cầu xin quyền năng Chúa phù vào, cho con luôn tin yêu Ngài. Xin cho con được thấy chính Ngài, xin cho con được thân cận bên Chúa, xin cho con được nghe tiếng Chúa, tâm trí con được hiểu ý Ngài. Thấy muôn điều tốt đẹp, xin cho con thấy tình Ngài cao cả.
xin cho con thấy năng quyền trên hết trong Giêsu cứu Chúa tuyệt vời. Con cầu xin Chúa ngự giữa nơi đây, xin Thần Linh Cha ngự trên tầng này, cầu xin quyền năng Chúa phù bảo cho con luôn mãi tin yêu Ngài. Xin cho con được nghe tiếng Chúa, tâm trí con được hiểu ý Ngài. Xin cho con thấy muôn điều tốt đẹp, xin cho con thấy tình Ngài cao cả. Xin cho con thấy năng quyền trên hết trong Giêsu cứu Chúa tuyệt vời. Con cầu xin Chúa ngự giữa nơi đây, xin Thần Linh Cha ngự trên tâm này, cầu xin quyền năng Chúa phù bảo cho con luôn mãi tin yêu Ngài. Con cầu xin Chúa ngự giữa nơi đây, xin Thần Linh Cha ngự trên tâm này, cầu xin quyền năng Chúa phù bảo cho con luôn mãi tin yêu Ngài. Lạy Chúa, Ngài là cứu Chúa của chúng con. Ngài đã đến để cứu rỗi chúng con. Bởi tình yêu Ngài đã chết thế cho chúng con và ban cho chúng con mọi điều tốt lành. Chúng con luôn kính yêu Ngài và luôn ca ngợi Ngài từ nay cho đến đời đời. Thank you.
cứu Chúa Giêsu tôi. Tấn tiếng hát chúng ta Giêsu tôi, ta không thôi dâng lên trọn đời sau. Chúa tôi cao đẹp, không có ai so bằng. Tôi nói không nên lời. Vì yêu thương tôi, Giêsu đã xa thân. Tình yêu trần gian, đâu dám so kiếm nào. Trời cao biển lớn, Giêsu yêu tôi hơn. Lòng tôi say sưa, ta khen Ngài không thôi. Vì yêu thương tôi, Giêsu đã xa thân. Tình yêu trần gian, đâu dám so kiếm nào. Trời cao biển lớn, Giêsu yêu tôi hơn. Lòng tôi say sưa, ta khen Ngài không thôi. Lời Chúa phán: ta là gốc, các ngươi là nhánh, ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta các ngươi chẳng làm được chi. Bài Thánh ca Chúa là gốc của Mục sư Nguyễn Hiền sẽ do ông bà Mục sư tôn vinh Chúa sau đây. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Mục sư Nguyễn Hiền và Ngọc Thanh xin kính chào Hội Thánh. Con trắng tươi xanh, đời buồn rũ khi cành lìa gốc, trái có xanh cũng chẳng ngon lành. Chúa là gốc dàn tràn nhựa sâu, giúp lá xanh cây trái tươi hồng, dưa lòng đất khô cằn xoài đá. Gốc vẫn luôn cung cấp hương nồng. Vì chính Chúa là gốc nho, đời con như lá trên cành. Vì chính Chúa là gốc nho, trong Ngài con mãi tươi sáng. Vì trên Chúa là gốc nho, xin Ngài luôn ban sữa son. Vì chính Chúa là gốc nho, con nguyện kết quả cho Ngài. Chỉ là nhánh, không có Ngài con chẳng tươi xanh. Đời buồn rũ khi cành lìa gốc, trái có xanh cũng chẳng ngon lành. Chúa là gốc dàn tràn nhựa sâu, giúp lá xanh cây trái tươi hồng,
giữa lòng đất cô cằn soi đá, gốc vẫn luôn cung cấp hương nồng. Vì trên chùa là gốc nho, đời con như lá trên cành. Vì trên chùa là gốc nho, trong ngày con mãi tươi xanh. Vì trên chùa là gốc nho, xin ngài luôn ban sự sống. Vì trên chùa là gốc nho, con nguyện kết quả cho ngài. Vì trên chùa là gốc nho, đời con như lá trên cành. Vì trên chùa là gốc nho, trong ngài con mãi tươi sáng. Vì trên chùa là gốc nho, xin ngài luôn ban sự sống. Vì trên chùa là gốc nho, con nguyện kết quả cho kính mời chúng ta đồng đứng lên để nghe lời Chúa. Ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì ngài chặt hết, và ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho: hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Amen. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Nếu chẳng ai cứ trong ta thì phải ném ra ngoài cũng như nhánh nho. Nhánh khô đi người ta lại lượm lấy, quăng vào lửa thì nó cháy. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Nay cha ta sẽ được sáng danh là thế nào, ấy là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Amen. Đến phần giảng luận, xin kính mời mục sư Nguyễn Hiền và mục sư Nguyễn Vũ Ngọc Linh. Xin kính chào Hội Thánh. Greeting to you, my brothers and sisters. Không biết quý vị đã thấy cây nho chưa? Have you seen the vineyard? Ở Việt Nam chúng ta thì ở vùng Phan Rang có rất nhiều nho. In our country of the part of Phan Rang, we have plenty of vineyard. Nhưng ở xứ Do Thái thì nho là một cái sản phẩm mà rất là chính. But in Israel, vines are the products that are the main products. Hôm nay chúng ta sẽ cùng suy nghĩ về một cái đề tài, đó là nhánh nho thật. Today we will think about a topic, the true vine. Trong Tin Lành Giăng đoạn 15 thì Chúa nói rằng ta là gốc nho thật. In the Gospel of John 15, the Lord said, He is the true vine. Nếu quý vị đọc tiếp thì Chúa không có nói rằng là các ngươi là nhánh thật. If you continue reading, the Lord didn't say that you are the true branch. Khi Chúa nói về rất nhiều những cái nhánh nho mà sẽ bị chặt đi, sẽ bị quăng vào lửa, thì Chúa không có nói các ngươi sẽ là nhánh nho thật.
When he talks about the branches that will be cut off, he did not say that those are the true branch. Khi tôi đọc Kinh Thánh thì tôi thấy rằng tại sao Chúa nói rằng Ngài là gốc nho thật mà chúng ta không phải là nhánh nho thật? How come he said that he is the true vine but we are not the true branches? Trong Kinh Thánh cũng nói về Chúa Giêsu là người chăn chiên. And in the Bible the Lord talks about the Lord is a good shepherd. Và Chúa nói rằng ta là một người chăn chiên tốt. And the Lord talks about himself is a good shepherd. Và cái chữ gốc nho thật ở đây cũng được hiểu đấy là một gốc nho tốt. And the true vine here is understood that it's a good vine. Và Ngài muốn tôi và quý vị cũng sẽ là những nhánh nho thật hoặc là những nhánh nho tốt. And the Lord wants us to be true branches or the good branch. Có một số những nhánh nho không có tốt. There are some branches that are not good. Thứ nhất đó là cái nhánh nho mà tách rời khỏi gốc. First and foremost is the branch that is separated from the vine. Một lý do nào đó chúng ta thấy rằng cái nhánh đó được cột vào, được tháp vào trong cái thân nho. We can say that vine is grafted into the true vine. Chúng ta nhìn thấy cây mai phía trước đây cũng trổ hoa và ra lá vậy. If you see the beautiful flowers here from my, it seems to have flowers. And, right? Nhưng mà những cái nhánh mai đó không phải là thật. But this is not the true mine. Vì vậy cho nên những nhánh nho cũng vậy, một lý do nào đó cũng sẽ có rất nhiều những nhánh nho không có thật. For whatever reasons, there will be the branches that are not true vine. Nó có thể tách rời khỏi gốc. It can be separated from the vine itself. Nếu quý vị nhìn thấy cây mai thì quý vị thấy nếu mà nó tách rời thì chắc chắn nó héo rồi. And if you see the branches that is disconnected from the mai itself, it will be this. Nhưng mà những cái hoa đó là hoa giả. But these are fake flowers. Và đôi khi chúng ta cũng thấy ok nếu mà miễn là người ta khen đẹp. And sometimes we say it's okay as long as people say it's nice. Và đôi khi đời sống của chúng ta cũng vậy, chúng ta thấy cũng được nhiều người khen mà. And sometimes in our life we see that people praise us. Người ta sao mà tôi vậy thì có gì đâu mà buồn. And whatever or whoever people are, I'll be the same. Có lẽ chúng ta mua nhiều cái chùm nho giả chúng ta treo lên. And maybe we will decorate ourselves with a lot of fake vines, branches. Và chắc chắn cũng có nhiều người đứng chụp hình nữa. And maybe they will take pictures with us. Nhưng mà đó không phải là thật. But those are not real. Ở đây Chúa nói rằng các ngươi phải là nhánh nho thật. And here the Lord said that you have to be the true branches. Nhánh nho thật là nhánh nho mà ra quả thật. True branches are those real that và được kết nhiều quả nữa. And it will bear lots of fruit. Đặc điểm của môn đệ của Chúa là kết nhiều quá. And a characteristic of the disciples of Christ is to bear lots of fruit. Ở trong câu thứ 8 nói rằng cha ta sẽ được sáng danh thế nào ấy là các ngươi được kết nhiều quá. And the Bible say that my Father will be glorified when you bear lots of fruit. Và khi chúng ta kết nhiều quá thì chúng ta sẽ là môn đệ của Chúa. When we bear lots of fruit, that is a sign that we are His disciples. Chà, câu đó có nghĩa là không kết quả, không phải là môn đệ của Chúa. And it also means that if you do not bear fruits, you may not be His disciples. Hoặc là ít quá thì cũng không phải là môn đệ của Chúa. Or you bear so little, you may not be Đặc His điểm disciples. Của môn đệ Chúa là kết nhiều quá. And a characteristic of His disciples is to bear lots of fruit. Vì vậy cho nên tôi và quý vị ngày hôm nay là phải học là thế nào là một cái nhánh nho thật. And therefore you and I today have to learn how we are as true branches. Thứ nhất, nhánh nho thật là nhánh nho phải dính liền với cái gốc nho đó. First, the true branch is the one that is connected to the vine itself. Có nhiều người được cột vào giống như quý vị lấy một cái nhánh, quý vị lấy dây cột lại vậy đó. Sometimes we just use a string to tie a branch to the tree. Một ngày nào đó cái dây đó đứt thì chúng ta cũng sẽ ra khỏi Chúa. And when that tie is cut off, we may be disconnected.
connected from có nhiều from the điều Lord. Cột chúng ta dính với Chúa, có thể là niềm vui hoặc là một cái một ai đó trở thành cái sợi dây cột chúng ta lại. And maybe the tie represents somebody else or a joy that ties you to the Lord. Nhưng mà vấn đề đó là cái nhựa sống, cái sự sống ở bên trong á của Chúa có trào dâng bên trong chúng ta hay không? And the point here is that the life is the life of Christ springing up in our hearts or not. Tất cả những cái sợi dây mà cột chúng ta tạm nó theo năm tháng rồi nó cũng sẽ mục và đứt đi. The temporary strings or ties that tie us, they are just temporal. It will be become worse or bad. Cho nên quý vị sẽ thấy có rất nhiều người sau một cái thời gian họ đứng gần với Chúa thì họ rời xa. And you can see there are those after sometimes they've been standing close to God and then now they are far away. Bởi vì sự sống của Chúa không có ở bên trong họ. Because the life of Christ họ không is not ở inside trong Chúa of them. Và Chúa không ở trong họ. They are not in Christ and Christ is not in them. Cho nên muốn trở thành một nhánh nho thật thì điều đó trước nhất là chúng ta phải tin nhận Chúa. And therefore in order to become the true branch we have to believe in God. Không phải chúng ta chỉ chấp nhận bằng lý trí. We don't just accept in our mind. Mà giống như chúng ta mời Chúa bước vào cuộc đời của chúng ta. But we invite the Lord to come into our life. Sau khi mời Chúa bước vào cuộc đời chúng ta thì chúng ta trao cho Chúa cái quyền làm chủ của cuộc đời chúng ta. And after we invite Christ to come into our hearts, we give him the right to control our life. Và người chủ, người điều khiển cuộc đời chúng ta không phải là chúng ta mà là chính Chúa. And now the Lord or the master who is control our life is not us but the Lord. Cái sự sống, cái sự tươi xanh và những cái bông trái của cái nhành nho. The life, the greenness and the fruits from that vine and that không branch. Không phải từ cái nhành nho đó. Not from the branch itself. Nhưng bởi vì sự sống ở bên trong cái nhành nho đó. But because the life inside of that branch. Và sự sống đó chính là sự sống của Thiên Chúa. And that life is the life of God. Cho nên tin nhận Chúa không có nghĩa là chúng ta chấp nhận một cái hệ thống thần học. And therefore, to believe in Christ is not for us to accept just a system of theology. Không phải là chúng ta chấp nhận cái policy của cái hội thánh đó. Or we will accept a policies or procedures of that church system. Nhưng chúng ta chấp nhận Chúa sống ở bên trong chúng ta. But we accept that the life of God is inside of us. Và Phao-lô nói rằng tôi không còn là tôi nữa. And Paul said, I am no longer Nhưng me or myself. Đấng Christ sống trong tôi, Đức Kitô sống trong tôi. But Christ is living in me now. Và quý vị thấy cuộc đời của Phao-lô hoàn toàn thay đổi. And you can see the life of Paul is completely changed and transformed. Ngày xưa thì ông hung hăng lắm. In the former past, he seems to be so eager and abrasive. Nhưng bây giờ ông hiền từ như là một bà vú nuôi vậy. But now he is so gentle, just like their nursing mother. Cho nên nếu chúng ta sống ở trong Chúa, so if we live in the Lord, thì mọi sự đều được thay đổi. Everything will be changed and transformed. Và Chúa hành động trong mỗi đời sống của chúng ta. And God is acting in us. Đó là điều kiện thứ nhất. That is the first condition. Tôi tin là tất cả chúng ta đây đều là những người tin Chúa. I believe every one of us is a believer. Nhưng trong phần Kinh Thánh hôm nay thì chúng ta sẽ cùng học thêm một cái điều kiện nữa. In the portion that we read today of the scriptures, we will learn one more condition. Ở đây Chúa nói rằng là nếu mà nhánh nào mà không kết quả hoặc ít kết quả. And the Lord said that whatever branch or whichever branch did not bear fruit, thì ta sẽ tỉa sửa nhánh đó. And the Lord said, I will trim and chastise it. Nhánh nào không kết quả thì Chúa chặt. Whatever branch that did not bear fruit will be cut off. Nhánh nào kết quả ít thì Chúa tỉa sửa. The branch that bears a small amount of fruits will be trimmed. Như vậy thì điều kiện kế đến là chúng ta phải chịu cái sự tỉa sửa của Chúa. And therefore the next condition is that we need to be or to let the Lord trimming us. Chúng ta ở trong Chúa là chỉ là một bước mà thôi. To be in the Lord is just one step. Nhưng mà sau khi chúng ta tin Chúa rồi, nhiều người muốn sống theo ý của mình.
But after people believe in the Lord, they want to live according to their own will. Và đó là lý do mà chúng ta không có kết quả. And that's the reason why they do not bear fruit. Vì lòng thương xót, vì ân điển của Chúa, Chúa ban phước cho đời sống của chúng ta. Because of the grace of God and His mercies, He blesses us. Có lẽ rằng chúng ta cũng có được nhiều điều tốt lành. Maybe we have many good things. Nhưng mà không có kết quả. But we are not bearing fruit. Và Chúa nói rằng Chúa sẽ chặt những nhánh đó. And the Lord said He will cut off those branches. Vì vậy cho nên điều Ngài đồ hỏi tôi và quý vị là chúng ta phải làm vinh hiển danh Chúa. And therefore what He requires of us is that we will glorify God. Chúng ta phải cống hiến cho anh em chúng ta và cống hiến cho Thiên Chúa. We have to give and offer ourselves to our brothers and sisters and to God. Những điều tốt lành mà Ngài ban cho chúng ta bởi cái sức sống của Thiên Chúa bên trong chúng ta. All the good things that He has given unto us to be a blessing to others. Và để đạt đến điều đó chúng ta phải chấp nhận cái quá trình tỉa sữa. And in order to reach that goal, we have to accept and allow God to trim and to mold us. Quý vị sẽ thấy có rất nhiều cái cây mà nó chỉ mãi mãi ở ngoài rừng mà. And you can see there are trees that forever they will be in the forest. Nhưng tại sao có một số cây mà người ta đặt nó ở những cái nơi quan trọng? And but there are those trees that people place them in important places. Có nhiều cây mà ngày hôm nay người ta rao bán cả hàng tỷ đồng. There are trees that people have sold for billions of dong. Lý do là bởi vì cây đó đã chịu một cái sự uốn nắn và tỉa sữa. Because those trees are being trimmed and mowed. Càng chịu sự tỉa sữa nhiều chừng nào thì cái cây đó sẽ giá trị chừng nấy. And there as much as it being trimmed and molded, it has increased in its value. Và Đức Chúa Trời muốn gọi là tỉa sữa cuộc đời của mỗi quý vị. And God wants to trim us and how to mold us. Có những cái phần dư thừa ở trong cuộc đời của chúng ta. There are things that's so extra not necessary in our life. Có những cái điều gọi là không cần thiết trong đời sống của chúng ta. There are things that not necessary in our life. Phải loại bỏ những phần đó. It has to be discarded. Có những chỗ thiếu cũng phải bù đắp nó vào. There are lacks in our life, God will compensate it. Và cái nghệ thuật của những người mà người ta tạc tượng, tức là người ta bắt đầu loại bỏ những cái phần dư thừa. And the arts of those architects or sculptures are to remove that unneeded areas. Thường khi mà tỉa sữa như vậy nó đau lắm. And normally when being trimmed or cut like that, it hurts. Nhưng mà tâm lý là nhiều người không thích như vậy. But there, in the common sense, people don't like to be trimmed or cut. Và nếu chúng ta không chấp nhận cái sự tỉa sữa uốn nắn thì chúng ta không thể có giá trị. And if we don't accept their disciplines or their trimming and cutting of God. Vấn đề của chúng ta là chúng ta phải bước theo cái kế hoạch của Thiên Chúa. And the matter is for us is that we have to follow His plan for us. Nhưng có rất nhiều người đến với Chúa rồi nhưng mà vẫn không muốn bước theo những sự dẫn dắt của Chúa. There are those who come to the Lord but do not want to be under His guidance. Và đó là lý do chúng ta không có kết quả gì cho Chúa. That's the reason why we are not bearing fruits for God. Chúng ta chỉ sống cho chính mình. We only live for ourselves. Chúng ta sống một cách ích kỷ cho chính mình. We live selfishly for Nhưng us. Chúng ta không thể kết quả cho Ngài. And we did not bear fruits for Him. Vì vậy cho nên mỗi chúng ta cần phải được ở trong Chúa và phải cần cái chịu sự tỉa sữa. And therefore, every one of us need to be in God and to be disciplined by God. Hàng ngày chúng ta phải xem thử là giữa chúng ta với Chúa có một mối liên hệ không? And every day we have to examine our relationship with God to see if it's a true relationship. Chúng ta có thấy rằng giữa chúng ta với Chúa đó có gần gũi, có khăng khít không? We have to see between us and the Lord, is it close, is it intimate? Quý vị có nghĩ rằng là chúng ta với Chúa có gần không? Are we being so close to God? Quý vị theo Chúa gần hay xa? Are you following God closely or far away? Ngày xưa Phi-rơ theo Chúa một cách xa xa. In the past, Peter was following God at a distance. Và càng ngày ông càng xa. And day after day, he seems to be farther away. Cuối cùng ông đã chối Chúa ba lần. And in the end, he deny Christ three times. Làm sao để chúng ta được gần với Chúa đây? How can we stay close to God? Ở trong Matthew đoạn 11, Chúa nói rằng hãy đến cùng ta. In Matthew chapter 11, the Lord said, "Come unto me." Hãy làm gì nữa?
Các anh đọc Kinh Thánh nhớ. Chúa muốn chúng ta làm gì? What else does the Lord want us? Chúa muốn chúng ta mang ách với Ngài. The Lord wants us to be equally yoked with Him. Giống như là hai con trâu hay là hai con bò đó trở thành một. Just like the buffaloes or the cows, the two become one. Không còn là hai mà là một. No longer two but one. Chúng ta làm một với Chúa. We become one with God. Chúng ta ở trong Ngài. We are in Him. Và Ngài ở bên trong chúng ta. And He in inside of us. Tất cả những cái gì của chúng ta sẽ biến mất. And whatever ours completely gone. Và chúng ta giữ phần cái bổn tánh của Ngài. And now we participate in His characters. Để chúng ta được thay đổi. So that we can be changed and transformed. Và Chúa muốn tôi và quý vị phải thật sự ở trong Chúa như vậy. And the Lord wants us to truly be in Him like that. Hàng ngày xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta có sự cầu nguyện với Chúa. Every day the Lord wants us to be in prayer with God. Chúng ta đọc lời của Ngài. To read His word. Có ai yêu nhau mà không bao giờ nói chuyện không? Are there lovers that love each other and never talk to each other? Tôi thấy có nhiều vợ chồng là ông ở nhà trên thì bà xuống nhà dưới. There's family, the husband can be in the living room and the wife is in the kitchen. Nếu mà gần nhau một chút là có vấn đề. And when they are close to each other, they have issues. Các bà kia một lần bà nói với tôi như thế này. There was a certain lady who talked to me. Nói, ông chồng tôi cũng đi về Việt Nam. And my husband was going to Vietnam. Thấy nó khỏe làm sao đâu. Oh, I feel so much better now. Quý vị nghĩ rằng hai người này họ có yêu thương nhau không? You think that they love each other? Không. No, not really. Có nhiều người nói bữa nay mà nghỉ nhà thờ để mừng lắm. And those who would say, oh, if I don't have to go to church today, I'll be glad. Có nhiều có một bà tín đồ cái bà nói mỗi lần mà mục sư ông xếp quyển Kinh Thánh lại vô nhà thờ mà nghe giảng, xếp quyển Kinh Thánh lại là bà thấy nó khỏe làm sao đâu. Oh, there was a certain lady, Christian lady said, when the pastor fold his Bible, oh, I feel so much relieved. Chúng ta không muốn nghe lời Chúa. Oh, we don't want to listen to the word of God. Chúng ta cũng không muốn cầu nguyện nói chuyện gì với Chúa. We don't want to pray or to talk to God. Có ai đó mời chúng ta xin mời cầu nguyện với Chúa. Thôi, tôi không nói. Oh, when we are invited to pray, oh, no, I don't want to pray. Có ai mà gọi là được nói là xin mời vô nói chuyện với ông đó, quý vị đó, tôi không nói đâu. When we were invited to talk to someone, do you say, no, I don't want to talk to that person? Quý vị nghĩ người kia buồn không? That person is sad, right? Nói yêu nhau nhưng mà gặp cho thôi đừng gặp bà đó. Oh, we say, oh, I love that person, but oh, I don't want to see that person. Nếu mà chúng ta không có một cái mối liên hệ với Chúa. If we don't have a relationship with làm God. Làm sao để nói rằng chúng ta ở trong Ngài? How can we say that we are in Him? Cho nên chúng ta cần phải nói chuyện với Chúa. Therefore we have to talk to the Lord. Và hãy để Ngài nói chuyện với chúng ta. And let the Lord talk to us. Ngài sẽ nói với chúng ta qua lời của Ngài. He will talk to us through His word. Không biết là quý vị có người yêu chưa? Are you in love? Do you have a lover? Tôi có một lần kia đọc một câu người ta nói rằng lời của người yêu đó là cái sự là lương thực của chính mỗi chúng ta. There was a certain person who said, oh, the words of my lover is like the food for my soul. Nếu ai đó nói với mình một lời nào đó mà mình cảm thấy nó giống như là cái sức sống vậy đó, thì đó là quý vị yêu. If the words of the lovers or whoever that is and become life in you, then that's your lover. Còn ai đó mà nói mình nghe nó nhức đầu quá. But whoever says something, then you feel headache or mad. Có nhiều người nói tôi không biết ở ngoài tôi nghe nhạc được, vô nhà thờ tôi nhức đầu quá. And there are those who say, oh, at home I'm okay, but when I go to church, I have headache. Có người nói tôi vô nhà thờ sẽ buồn ngủ quá. Or I feel sleepy when I go to church. Nhưng mà tôi ra khỏi cái đó tỉnh liền. But when I leave the church, then I feel awakened. Mong rằng chúng ta đến với Chúa và chúng ta thấy được những người rất là yêu Chúa. And hopefully when we come to the Lord, it's not like that. Hãy luôn luôn hướng lòng về Thiên Chúa. Oh, always have your heart toward God. Bởi vì Chúa dạy tôi và quý vị một cái cách sống, cuộc sống là cầu nguyện liên lỉ. Because the Lord teaches that to be always in prayer. Yeah, khi quý vị gặp cái câu là cầu nguyện không thôi, có nghĩa gì? And praying without cessation. Không có nghĩa là lúc nào quý vị cũng quỳ gối xuống cầu nguyện. Not that you will always kneeling and praying. Nhưng mà bất cứ điều gì trong cuộc sống này quý vị vẫn có một sự tương giao với Chúa. But for whatever reasons in your life, you always be in prayer with khi God. Khi quý vị lái xe, quý vị cũng cầu nguyện với Chúa. When you drive, you can pray. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu quý vị sống một cuộc sống cầu nguyện, quý vị sẽ bình an lắm. And with the life of prayer,
you will always experience peace. Những điều tốt đẹp sẽ đến với mình. The good things will come your way. Vì vậy cho nên hãy tập một cái cách sống là cầu nguyện liên tục. Therefore, we have to learn the discipline to be always in prayer. Quý vị cứ nói với Chúa bất cứ một hoàn cảnh, một điều gì xảy đến cho quý vị. You can talk to the Lord about anything that comes your way. Kinh Thánh nói rằng là đừng có lo lắng gì hết, nhưng trong mọi sự hãy cầu nguyện. And the Bible said, don't worry about anything, but in everything, just pray. Khi quý vị làm bất cứ một việc gì hết, cầu nguyện. When you do anything, pray. Quý vị sẽ thành công. You will succeed. Khi lái xe, hãy cầu nguyện. As you drive, pray. Chúa sẽ giữ chúng ta bình yên. The Lord will keep you safe. Khi chúng ta đối diện với bất cứ một cái vấn đề gì khó khăn, là hãy cầu nguyện. When you face any difficult situations, pray. Và quý vị sẽ thấy phép lạ sẽ xảy ra. You will see miracles happen. Vui không? Are you happy? Quý vị có thể nói cho người khác nhiều điều vui lắm. You can tell, talk to people about many happiness. Bởi vì Chúa sống bên trong chúng ta. Because the Lord is living in you. Bởi vì Chúa ban phước cho đời sống của chúng ta. Because the Lord is blessing you. Và khi quý vị cầu nguyện, quý vị đọc lời của Chúa. And when you pray, you read the word of God. Thì Chúa sẽ dạy dỗ chúng ta. The Lord will instruct you, will teach you. Sẽ tỉa sửa đời sống của chúng ta. He will trim, he will discipline your life. Bình thường chúng ta thấy mình rất là tốt phải không? Normally we see ourselves very good, right? Có một ông quan kia, ông thấy ông cũng rất là tốt. There was a certain official, he thinks that he's very good. Ông theo Chúa và ông nghĩ rằng ông là chắc chắn được vào thiên đàng. And he follows the Lord and he thinks that he surely will be in heaven. Ông đến với Chúa. When he comes to the Lord. Và ông hỏi Chúa ơi, tôi đủ chưa? And he comes and asks, Lord, is this enough? Tôi đã giữ nhiều cái điều răn ở trong Kinh Thánh, tôi đã đi lễ rất là tốt. I have kept your commandments, I have gone to the temples. Chúa nhìn ông. And the Lord looks at him. Chúa mến ông. And he likes him. Nhưng mà Chúa nói, ngươi còn thiếu một điều. But he say, you lack one thing. Và sau khi Chúa chỉ cho ông cái điều ông thiếu. And after he points out what he's lacking. Ông buồn lắm. Oh, he is saddened. Tại vì ông không làm cái điều đó. Because he did not do that. Đó là cái điều mà ông không biết là ông thiếu. And that is the thing that he did not know that he's lacking. Chỉ có Chúa mới có thể chỉ cho tôi và quý vị biết những cái khiếm khuyết của mình. Only the Lord will show us what our shortcoming or our mistakes are. Và sau khi Chúa chỉ cho quý vị, nếu quý vị thực hành thì quý vị thấy vui. After the Lord points it out to you and you practice, you do it, you will have joy. Nếu chúng ta không thực hành thì chúng ta không bao giờ vui. And if you don't do it, you shall not be joyful. Hãy sống thật với Thiên Chúa. Live truly, sincerely with God. Hãy tin tưởng tuyệt đối vào nơi Ngài. Trust Him absolutely. Cuộc đời quý vị sẽ thay đổi. Your life will be changed and transformed. Vì vậy cho nên xin Chúa cho tôi và quý vị đừng có sợ những cái điều gì bên ngoài. So may God help us so that we will not be afraid of anything outside. Đừng có sống giả hình. Do not be a hypocrite. Nhưng chúng ta hãy chân thật đối với Thiên Chúa. But we have to be truthful and sincere to God. Và Chúa sẽ tỉa sửa đời sống của chúng ta. And the Lord will discipline, will trim and chastise us. Chúa sẽ chỉ cho quý vị thấy những cái sai trật trong đời sống của mình. And the Lord will show you what is wrong or missing in your life. Không đến với Chúa thì không bao giờ thấy. And if you don't come to the Lord, you will not see it. Thường thường chúng ta hay đến với con người. Normally we come to people. Và chúng ta cần có những người khen tặng chúng ta. And we need people to praise us or to give compliments. Nịnh bợ chúng ta. Or to be so flattery. Và ít có ai có thể dám nói lên cái sự thật. And not many people will dare speak the truth. Nhưng khi chúng ta đến với Chúa thì Chúa sẽ chỉ cho chúng ta biết những cái khiếm khuyết của đời sống. But when we come to the Lord, He will show us what we are và missing. Chỉ cần thay đổi theo sự hướng dẫn của Chúa. And when we change what according to His cuộc đời guidance, quý vị sẽ phước hạnh ngay. Your life will be blessed now. Xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta nhận ra điều này. May God help us so that we will recognize this. Chúng ta đừng có gọi là chỉ theo Chúa bề ngoài. Don't follow God from the outside appearance. Nhưng hỏi với Chúa rằng Chúa ơi con còn thiếu điều gì? But ask the Lord, Lord, what am I missing? Và Chúa Thánh Linh ngày hôm nay sẽ chỉ cho tôi và quý vị biết điều chúng ta thiếu. And the Lord, the Holy Spirit will show us what we are missing. Hãy can đảm thay đổi quý vị. Be bold and courageous to change. Tôi nghe một bài làm chứng của một nữ tu 18 năm ở trong dòng tu. I just listened to her testimony of her a nun for 18 cô years. Cô sống một đời sống tội lỗi. She lived a life of sin.
Nhưng mà cô nói rằng cô không đủ can đảm để có thể xưng ra. But she said she did not have enough courage to confess that. Cho đến một ngày thì Chúa nói với cô rằng cô phải thật sự sống chân thật. Until one day the Lord told him and convicted her that she has to live truthfully. Và từ đó cô cuộc đời của cô đã trở nên kết quả. And since that moment her life bearing fruit. Chúa muốn chúng ta sống những ngày tháng trên đất này thật có ý nghĩa. The Lord wants us to live days on this earth with the meanings. Sẽ có một ngày mà chúng ta sẽ qua đi. There will be the time when we will pass away from this earth. Điều gì sẽ đi theo chúng ta? What will follow our life? Thứ nhất là tội lỗi. Sins. Nếu tội lỗi đó không được xưng ra trước mặt Chúa thì nó sẽ đi theo chúng ta. If those sins do not are not being confessed, then it will follow us. Kế đến đó là những cái việc mà chúng ta làm trong sự dẫn dắt của Chúa. And after that, all the things that we are doing after His guidance. Những việc tốt lành mà chúng ta là làm trong sự soi sáng dẫn dắt của Ngài. All the lại. Good things that we've done under His guidance. Và xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta thật sự hướng cuộc đời của mình đến cái sự kết quả. May God help us so that we will truly work and follow God. Và xin Chúa ban cho tôi và quý vị trở thành những cái nhánh nho thật của Chúa. May God help us so that we will truly become His true branches. Chúng ta không phải chỉ đến với Chúa rồi bị loại bỏ ra khỏi. Don't just come to the Lord and then being discarded. Nhưng chúng ta được mãi mãi dính chặt với Ngài và sống trong cõi đời đời. But we truly shall be connected to Him and live eternally in His và kingdom. Cuộc đời kết quả của chúng ta sẽ làm vinh hiển danh Chúa. And the life that we have will be bearing fruit for Him. Có một cô tín đồ ở tại một cái tiểu bang kia. There was a certain Christian lady in another state. Ngày trước cô làm nail và cô cuộc sống của cô có nhiều tiền của lắm. And she was a nail technician and she has lots of money. Nhưng mà cô nói rằng là cô không có Chúa. But she said she doesn't have the Lord. Cô đến nhà thờ nhưng mà cô không có Chúa. She said she came to the church but she did not have the Lord. Và cô nói rằng là mỗi ngày như thế là cô phải cứ vào trong nhà băng ở trong cái city post đó để mà đếm những cái tiền và những cái hào hộp xoàn của cô để ở trong đó. And every so often she came to the bank and count her jewelries and her precious things. Cuộc đời của cô đầy dẫy những cái vấn đề. Her life full of issues. Một ngày kia thì cô gần như mất hết tất cả những tiền của cô. One day she seems to lose everything. Gia đình của cô cũng tan vỡ hết. Her family was just broken. Và bây giờ cô đến với Chúa. Then she came to the Lord. Cuộc đời của cô hoàn toàn thay đổi. Her life was completely changed and transformed. Và cô sống một cuộc sống mà ngày xưa và bây giờ hoàn toàn khác nhau. And her life from the past and now completely different. Hồi xưa cô hung dữ và cô tham lam, cô ích kỷ. In the past she was so arrogant, she greedy and she's very abrasive. Bây giờ thì cô trở thành một cái người mà rất là dễ thương. But now she becomes a very lovely person. Rất có ơn Chúa. And very blessed with His grace. Người ta nói rằng dường như Chúa nhập vô nó chứ sao bữa nay nó khác dữ vậy. And they said maybe God has entered into her or possessed her. Cái đời sống của cô hoàn toàn thay đổi. Her life was completely changed. Và cô đã có một cái cuộc sống dâng mình để hầu vị Chúa. And her life was dedicated to God. Chúa muốn đời sống của quý vị có kết quả. God wants your life to be fruitful. Và một đời sống làm vinh hiển danh Chúa. And the life that is glorified to God. Cuộc đời này sẽ qua đi. This life will soon pass away. Những gì mà chúng ta nắm giữ sẽ mất. Whatever we hold on to will be lost. Nhưng tất cả những cái gì mà chúng ta trao vào trong tay của Chúa và hành động theo sự hướng dẫn của Ngài sẽ còn lại. And whatever we give unto the Lord's hand and act accordingly, then it will remain. Lời của Chúa nói rằng là thế gian với sự tham dục nó sẽ qua đi. The word of God said that the world and all its lustful desires will soon pass away. Chỉ những ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời mới còn lại. And only those who do the will of God will remain. Hằng ngày hãy cầu nguyện với Chúa, đừng chỉ xin Chúa nhiều điều. Pray to God, don't just ask so many things. Nhưng xưa với Chúa rằng Chúa ơi, xin cho con biết ý của Ngài. But tell the Lord, Lord, reveal your will to me. Xin cho con hiểu được cái kế hoạch của Ngài trên đời sống của con. Allow me to understand your will, your plan for my life. Và chúng ta sẽ biến chuyển, biến hóa đi theo cái sự dẫn dắt đó. And we will change and transform
and follow God's direction. Và cuộc đời chúng ta sẽ tuyệt vời. And our life will become so wonderful. Xin Chúa cho tôi và quý vị sẽ là những nhánh nho thật của Chúa. May God help us to become true branches of God. Và chúng ta sẽ được sống mãi mãi trong Ngài. And we will live eternally in Him. Tất cả những cái bông trái của chúng ta sẽ là bông trái đời đời. And all of our fruits will be eternal fruits. Giờ này chúng ta đứng lên để hiệp chung cầu nguyện. I invite you to stand now to pray. Tôi kính mời quý vị chúng ta bước đến để chúng ta cùng cầu nguyện với Chúa. I invite you to come forward. We can all pray to God. Hãy đến gần đây và để chúng ta thưa chuyện với Chúa. Come and let us talk to the Lord. Hãy nói với Chúa bằng tất cả cái tấm lòng chân thật của chúng ta. Tell the Lord with all your truthful and sincere heart. Và xin Chúa chiếm ngự đời sống của chúng ta. And may God take over your lives and dwell. Xin Chúa sống bên trong đời sống của chúng ta. May He live and dwell in you. Xin sức sống của Ngài hành động bên trong chúng ta. May His life activate and manifest in your life. Và thưa với Chúa rằng Chúa ơi, bởi sức của Ngài con sẽ làm tất cả mọi điều. And tell the Lord, Lord, by your strength I can do all these things. Con muốn dâng sự vinh hiển cho Ngài. I want to give you all the praise and glory. Lạy Chúa chúng con. O Lord of God. Chúng con hiện diện trước mặt Chúa trong giờ này. We are standing before your presence. Cầu xin Chúa tha thứ cho chúng con tất cả mọi lỗi phạm. Forgive us of all our sins, Lord. Cầu xin Chúa cho chúng con thấy được những khiếm khuyết trong đời sống của chúng con. Lord, reveals all our blemishes and mistakes in our life. Cầu xin Chúa tỉa sửa đời sống của chúng con. Lord, disciplines us and trim us and chastises. Để chúng con có thể kết quả cho Chúa nhiều hơn. So that we can become more fruitful for you. Chúa ơi, chúng con chỉ có một cuộc đời. Oh Lord, we only have one life. Chúng con muốn làm vinh hiển danh Chúa. We want to glorify you. Chúng con muốn sống đời đời với Chúa trong nước của Ngài. We want to live eternally in your kingdom. Xin ban sức mạnh của Ngài cho chúng con. Give us your strength, oh Lord. Xin ban sự sáng của Ngài cho chúng con. Give us your light, oh Lord. Dẫn dắt chúng con đi trong đường lối của Ngài. Lead us and guide us in your way. Để chúng con sẽ luôn mãi tươi xanh. So that we will be always green. Và chúng con sẽ kết nhiều quả để dâng sự vinh hiển cho Ngài. And we will bear lots of fruits for you and give you all the praise and glory. Xin Chúa chữa lành cho mỗi chúng con. Heal us, O Lord. Xin Chúa ban phước trên đời sống chúng con. Bless our lives, O Lord. Xin Chúa soi sáng dẫn dắt chúng con. Illumine us and guide us, lead us, Lord. Và giúp cho chúng con để chúng con những ngày còn lại làm vinh hiển danh Ngài. Help us so that our remaining days we will glorify you. Một lần nữa chúng con dâng chúng con trong tay của Ngài. Once again we offer ourselves into your hands. Xin Chúa sai khiến và dẫn dắt chúng con. Oh, compel us, lead us, Lord. Chúng con xin hiệp chung và cầu nguyện. And we join together in prayer. Trong danh Chúa Giêsu Christ. In Jesus' name. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Cảm ơn tất cả quý vị. Thanks be to God. Thank you. Tình yêu Thiên Chúa như vầng thái dương soi sáng muôn đời. Vì yêu thương con, thân Ngài đau đớn trên thập tự giá. Ngài quá yêu con, Ngài là cứu Chúa tuyệt vời. Con nguyện kính yêu Ngài suốt cả đời con. Bài hát Tình yêu Thiên Chúa là một sáng tác của Ngọc Thanh, sẽ do chính cô Ngọc Thanh tôn vinh Chúa sau đây. Xin mời cô Ngọc Thanh. Chúa như vầng thái dương soi sáng muôn đời.
thắm dương tràn. Ngài đem ánh sáng đẩy lùi bóng đêm tâm tôi khúc đời. Nhờ ơn cứu rỗi một lòng tín trung luôn phục vụ Chúa. Nguyện theo chân Chúa, nghe theo ý Ngài, yêu thương muôn người, cứu giúp chúng sinh thay đổi cuộc đời. Chúa đem bao yêu thương cho người thế gian, ơn sâu cao thâm, con nguyện khắc ghi, Chúa luôn là người thứ tha lỗi lầm. Lòng tin chung luôn phục vụ Chúa. Nguyện theo chân Chúa, nghe theo ý Ngài, yêu thương muôn người, cứu giúp chúng sinh thay đổi cuộc đời. Của chúng ta. Ôi, dòng huyết quyền năng của Ngài đã đổ vì chúng con. Bài hát Đồi Gô-gô-tha là một sáng tác mới của mục sư Ngọc Linh, sẽ do chính mục sư tôn vinh Chúa sau đây. Xin kính mời mục sư Ngọc Linh. Đồi Gô-gô-tha xưa, Chúa Giê-xu mang thập giá Ngài. Từng bước chân ngã nghiêng, dưới lằn roi thân Ngài tan nát. Dòng huyết báo tuôn rơi, cứu nhân loài máu đào lai láng.
Ngài chữa lành cho con với những lần rối gánh trên lưng. Từ nỗi cô tha, Chúa Giêsu mang tội thế người. Vì quá yêu thương con, bao nhiêu hình Chúa gánh thay con. Nhờ Giêsu hy sinh, Chúa buông tha, Chúa cứu muôn loài. Ở trên cây thập hình, quý con trời môi xóa thương ma. Ôi dòng huyết năng quyền, tội tình con Giêsu bôi xóa. Con thành kính ăn năn, cầu xin Cha yêu thương tha thứ. Tâm hồn của con đầy, lòng của con yêu Đức Chúa Cha. Đức Chúa Thánh Linh ơi, cuộc đời con kính dâng Giêsu. Đồn cố cô tha xưa, Chúa Giêsu mang thâm giá ngài. Từng bước chân ngã nghiêng, dưới làn roi thân ngài tan nát. Dòng huyết bao tuôn rơi, cứu nhân loài máu đào lai lăng. Ngài chữa lành cho con với những làn roi gánh trên lưng. Từ nơi cô tha, Chúa Giêsu mang tội thế người. Vì quá yêu thương con, bao nhiêu hình Chúa gánh thay con. Nhờ Giêsu hy sinh, Chúa buông tha, Chúa cứu nhân loại. Ở trên cây thập hình, quý con trời bôi xóa thứ tha. Ôi dòng huyết năng quyền, tội tình con Giêsu bôi xóa. Con thành kính ăn năn, cầu xin Cha yêu thương tha thứ. Tâm hồn của con đầy, lòng của con yêu Đức Chúa Cha. Đức Chúa Thánh Linh ơi, cuộc đời con kính dâng Giêsu. Đời con đây xin dâng lên Chúa để được hầu việc Ngài. Cuộc đời con chỉ có ý nghĩa trọn dâng khi con ở trong tay Ngài. Lạy Chúa, từ nay con thuộc về Ngài. Bài thánh ca sau đây, đời con, sẽ do tốp ca nữ tôn vinh Chúa. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Đời con đây xin Chúa sai dùng con trong việc Ngài. Đời con đây xin Chúa cai trị luôn trong mọi đường. Cầu xin Chúa soi dẫn con hoài trong công việc Chúa. Ngài bao phủ trăng rắn đêm ngày khắp cả mọi nơi. Đường an bình trong cánh tay Ngài đưa dắt, thể hiện tình yêu Chúa cho đời con. Đời con đây xin Chúa sai dùng con trong việc Ngài. Đời con đây xin Chúa cai trị luôn trong mọi đường. Cầu xin Chúa soi dẫn con hoài trong công việc Chúa.
được vui sướng trong cánh tay Ngài, chính Cha toàn năng. Sai dùng con trong việc Ngài. Đời con đây xin Chúa cai trị luôn trong mọi đường. Cầu xin Chúa soi dẫn con hoài trong công việc Chúa. Ngài bao phủ chăn dắt đêm ngày khắp cả mọi nơi. Được an bình trong cánh tay Ngài đưa dắt, thể hiện tình yêu Chúa cho đời con. Đời con đây xin Chúa sai dùng con trong việc Ngài. Đời con đây xin Chúa khai trị luôn trong mọi đường. Cầu xin Chúa soi dẫn con hoài trong công việc Chúa. Được vui sướng trong cánh tay Ngài, chính Cha toàn năng. Được an bình trong cánh tay Ngài đưa dắt, thể hiện tình yêu Chúa cho đời con. Đời con đây xin Chúa sai dùng con trong việc Ngài. Đời con đây xin Chúa cai trị luôn trong mọi đường. Cầu xin Chúa soi dẫn con hoài trong công việc Chúa. Được vui sướng trong cánh tay Ngài, chính Cha toàn năng. Chúa Giêsu là ánh sáng soi đường, là vầng dương của chân lý. Ngài luôn sống mãi trong những ai tin cậy Ngài. Ngài là tình yêu, là hạnh phúc cho những ai tin theo Ngài. Bài thánh ca Giêsu sẽ do anh Trương Phong tôn vinh Chúa sau đây. Xin mời anh Trương Phong. Giêsu, lời hát em em, lời hát mang tên Chúa một lời vang trong cõi thiên nhiên. Giêsu, lời hát du dương, tỏa ngát hương thơm khiến cho người nghe ngây ngất tâm hồn. Giêsu, ôi Chúa yêu thương. Tên Chúa luôn luôn vang vọng trong tôi nỗi nhớ nhung. Giêsu, câu hát trên môi, trong đáy tim tôi ngân thành bao dài khúc giữa đời. Ngài là Chúa, các Chúa, Ngài là vua, muôn vua, Ngài là đấng cứu thế xưa chịu chết cho người. Ngài là nơi yên vui, là sự sáng thế giới, là dòng sông yêu thương thứ tha tội lỗi.
là nước sông ơi, là tình yêu trong tôi, là hạnh phúc sang trôi êm đềm suốt muôn đời. Ngài là muôn câu thơ, là nhà khúc luyên nhớ, là lời ru thiêng liêng trong từng trái tim. Giêsu là ánh sao mai rực rỡ trong tôi, ánh sao đẹp xinh muôn kiếp không phai. Giêsu là đóa hoa tươi đẹp nhất trong tôi, đóa hoa tình yêu thơm ngát hương trời. Giêsu ôi Chúa Giêsu, tên Chúa muôn thu khơi dậy trong tôi những ước mơ. Giêsu ôi Chúa yêu ơi, trong đáy tim tôi muôn ngàn năm tên Chúa sáng ngời. Giêsu Giêsu Giêsu. Con xin cảm tạ Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng nên chúng con xin cảm tạ Thiên Chúa, Đấng vì tội con chết trên thập hình. Con xin cảm tạ Thiên Chúa, Chúa nhân lành ban mọi phương tiện. Lạy Chúa, lòng chúng con nguyện kính mến Ngài luôn. Lạy Chúa, xin nhận nơi đây của lễ ta ơn Cha. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha từ ái của chúng con. Cha ơi, chúng con hiệp chung tại đây trước nhất dâng lời tạ ơn Ngài, ngợi khen Chúa bởi vì sự ban cho của Ngài tốt lành cho mỗi chúng con. Và mọi ân điển mà Ngài ban cho chúng con, mọi sự ban cho, sự chữa lành, sự bình an, sự dẫn dắt của Chúa, chúng con đã nhận lãnh từ nơi Chúa. Lòng chúng con luôn vui mừng và biết ơn Ngài. Lạy Chúa, giờ này chúng con hiệp chung tại đây để xin kính dâng lên Chúa những của lễ tạ ơn của chúng con. Cầu xin Chúa nhận lấy và ban phước trên mỗi đời sống của chúng con. Cầu xin Chúa Ngài ban cho chúng con những ngày tháng trên đất này, chúng con có một cuộc sống bình an, cuộc sống khỏe mạnh, thịnh vượng, để có thể góp phần trong công việc mở mang nhà của Ngài nhiều hơn nữa. Con cảm ơn Cha. Cầu xin Chúa ở cùng chúng con. Cầu xin Chúa ban phước trên tất cả chúng con hiệp chung và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời. Hôm nay xin cho chúng con lương thực đủ ngày, xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Giờ này nguyện xin tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân sủng của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng với hết thảy chúng con và hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Jesus Christ.
tái lâm. Xin lời Ngài sống trong lòng con, xin lời Ngài giúp con đổi thay. Con nguyện làm ánh sáng cho đời, đem tin mừng truyền khắp nơi nơi. Xin lời Ngài sống trong lòng con, xin lời Ngài giúp con đổi thay. Con nguyện làm ánh sáng cho đời, đem tin mừng truyền khắp nơi nơi. Lễ chung.